Phát sóng quá thành công, Trường Tương Tư tổ chức hẳn concert. Cảm ơn fan. Concert của Trường Tương Tư nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tháng 10 với sự tham gia của đầy đủ dàn diễn viên. Trường Tương Tư phần 2 còn chưa ấn định lịch chiếu nhưng đã có thông tin đoàn làm phim sẽ tổ chức concert để tri ân người hâm mộ. Đây là điều khá dễ hiểu sau những bộ phim thành công tại CBiz. Trước đó cũng có nhiều đoàn phim tổ chức concert hoặc fan meeting để giao lưu với khán giả sau khi đạt được độ hot cao, có thể kể tới như Trần Tình Lệnh, Lưu Ly, Thường Lan Quyết. Trường Tương Tư cũng xứng đáng có một sự kiện như vậy bởi sự gắn kết của bộ phim trong suốt mùa hè 2023. Bộ phim được nhiều nền tảng chứng nhận phim ăn khách hè. Phim liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng từ độ hot của phim cho tới nhân vật. Theo số liệu đăng tháp chỉ số xem tích lũy, bản chính của phim đã vượt 10 triệu view. Theo Deadline, chỉ số thịnh vượng của phim phá mốc 2.7, trở thành tác phẩm có chỉ số thịnh vượng cao nhất trong kỳ phim hè 2023. Trong khi đó trong bảng văn hợp, Trường Tương Tư cũng chiếm thị phần, đạt trên 30% ở mục phim dài tập, lượt xem hiệu quả tính theo ngày vượt mốc 100 triệu, trở thành bộ phim thứ 2 trong năm 2023, có lượt xem hiệu quả theo ngày đạt trên 100 triệu view. Không chỉ là số liệu, sự thành công của Trường Tương Tư thể hiện rõ ràng ở những gì mà ba diễn viên Đàn Kiện Thứ, Trương Bản Ý, Đặng Vi thu được sau khi phim phát sóng. Dù là độ nổi tiếng, khả năng hút fan, giá trị thương mại hay tài nguyên phim ảnh của cả ba đều phát triển vượt bậc. Trong khi đó, Dương Tử cũng chứng tỏ được chọn diễn xuất, ánh mắt nhìn kịch bản và đặc biệt khả năng gánh phim đại nữ chủ. Với sự thành công lớn như vậy, Trường Tương Tư có phúc lợi cho fan là điều đương nhiên, bởi sau cùng thì sự ủng hộ của khán giả chính là nguyên nhân lớn nhất cho sự thành công đó. Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, do Tần Chăn, Dương Hoa làm đạo diễn. Dàn diễn viên bao gồm Dương Tử, Trương Bản Ý, Đặng Vi, Đại Lộ Oa, Vương Hoành Nghị, Đàn Kiện Thứ.